Bây giờ mình qua hàng trái cây nha, mình muốn ăn trái cây. Ở đây là quả pêche jaune. Việt Nam mình chắc gọi là quả đào hả? Là 3 đồng 49 cho cô 1 kg. Còn bên đây là quả apricot là 2 đồng 59 rẻ hơn. Không biết cái nào nó ngọt, mình thích ăn ngọt. Ở đây là bán framboise, mình biết gọi là gì, dâu đỏ hả, một hộp là 2 euro, 2 euro là khoảng 50 ngàn. Cái này là cái vườn nhà chồng mình có trồng nhiều lắm nha, tuần tới mình đi về quê nhà chồng mình sẽ quay cho mọi người coi, thấy không, 2 euro một hộp. Vườn cây nhà chồng mình á, bên chồng mình á, nhà ổng á trồng rất nhiều quả này, mọc đầy ra. Qua đây coi nho đi, chắc mình mua nho. Nho ở đây bán 2 đồng 99 một ký, mấy con ngọt này thử ngay coi. Sau khi chọn nho rồi thì mình sẽ để nho lên một cái bàn cân và mình bắt đầu mình chọn cân trái cây, đi kiếm phần nho. Nho ở đâu? Nho của Ý. Ở đây trái cây thì nhập từ nhiều nước lắm ha. Có của Pháp, có của Ý, có của Tây Ban Nha, có của Maroc à. 2 đồng 26, 3 euro 1 ký, 756 gram. Quả mơ lông ở đây là bán 2 euro 1 ký, khi nó khuyến mãi có 1 đồng rưỡi và 1 đồng một trái thôi á. Ngoài chợ như đồng rưỡi một trái, chợ trời. Cam ở đây một giỏ này là 2 kg, 2 đồng 59. Cam để uống nước. Chuối bên Pháp thì tương đối rẻ vì nhập từ mấy cái xứ của Pháp vừa qua bên đây, giống như đảo của Pháp, giống như là Côte d'Ivoire, Martinique. Đây là 1 đồng 69 một ký, 1 euro 69 centimes một ký, là 25 ngàn, khoảng 30 mấy ngàn một ký. Bên đây là xoài 2 euro 19 một quả, chạy ra là 50 mấy ngàn, 55 ngàn một quả xoài. Nó bán theo cái này, đã tính theo quả nha, theo trái. Rau bắp cải thì mình coi đây coi nha, một cái chou vert là cải xanh hả, chou vert cải xanh là 2 euro 49 một cái chou vert cải xanh loại này. Còn cái này là bắp cải trắng thì 2 euro 49 một cái. Nó bán cái chứ không phải nó bán kilo nha mọi người. Còn cái này là chou fleur, là cũng bán cái pièce en pièce, là 2 euro một cái hô 99, mình cứ tính là 2 euro đi, là 50 ngàn. Và ở đây là có một quầy bán đồ ăn trái cây rẻ, là tất cả chỉ đến 99 centimes, là chưa tới 1 euro. Đây là có nấm nè, có tomat nè, có 99 centimes thôi, rẻ không. Một cái này, một cái chỗ chuối này có 99 centimes, cái này cũng 99 centimes. Đây mình mua cái salad này vừa để ăn vừa trong thỏ ăn luôn. 99 centimes. Mà chưa tới 1 euro, mà nó cứ tròn là 1 euro đi, là 25 ngàn. Bên kia có bán dưa hấu ướp lạnh sẵn nè, bán những cái đồ ướp lạnh cho mọi người coi giá nha. Đây dưa hấu ướp lạnh sẵn, họ cân theo miếng, chẳng hạn miếng này là 2 đồng rưỡi, nó cắt sẵn, chạy 2 euro 49 centimes một ký, là 2 euro rưỡi một kilo. Cái này ở một ký là 2 đồng rưỡi, 50 ngàn với khoảng 60 mấy ngàn một miếng dưa hấu. Đắt không? Đời sống ở đây cao nên cái gì nó cũng đắt theo cái đời sống hết, chứ không phải là mình làm nhiều tiền mà mình ăn rẻ, mình dư tiền đâu. Nếu mọi người thấy bên đây nhiều người làm tới mấy ngàn ô mà người ta vẫn chỉ đủ xài, là vì do cái thức ăn bên đây cũng đắt.
Nếu muốn cần kiệm thì khi mình mua đồ ăn thì mua những cái lúc nào mà nó khuyến mãi thì sẽ được rẻ hơn. Chẳng hạn bạn thấy không, một cái hộp dưa hấu cắt sẵn này là 6 euro 47 cm, mình cứ gần như tính theo tiền đô la, cũng ngang ngang với tiền đô la đó nha. Đó, cũng gọi là gần 7 đô la một cái hộp dưa hấu cắt sẵn. Cái này là cái gì vậy? À, cái này dừa khô cắt từng miếng nè, gần 3 đô la, 2 đồng 83 cm là coi như 3 đô la. Dứa đồ ăn cắt sẵn. Một điều mà mình muốn nói với mọi người nhắc tới đó là ở bên đây đó, khi mà bạn mua đồ, mua rượu hay trái cây hay cái gì đó mà bạn lỡ làm rớt xuống đất bạn bể, chẳng hạn cầm chai rượu rớt bể hay cái lọ, cái chén cầm rớt bể, người ta không có bắt bạn trả tiền. Nhưng mà hồi đó mình đi Việt Nam á, mình nhớ là 2016 thằng con trai á, nó làm đụng, nó con nít mà, nó coi nó đụng rớt một cái chậu bông thủy tinh hay cái gì nó không biết nữa, cũng đắt à, chắc cũng 200 mấy ngàn không biết. Và cái người đứng nhân viên ở đó họ bắt mình phải lấy cái giấy tính tiền, bắt trả tiền cái chậu bông bể. Nhưng mà bên Pháp này á, khi mà mọi người vô đi chợ mà làm rớt bể đồ ăn hay chai lọ rượu gì cũng vậy nữa, ở trong chợ họ không có bắt bạn trả tiền. Nếu mà bạn mua rồi bạn ra quầy bạn rớt bể á, thì đó là chuyện của bạn. Nhưng mà khi trong cửa hàng á, mà bạn làm rớt bể dưới đất thì cái cửa hàng nó có cái bảo hiểm của nó, nên do vậy bạn không bị mất tiền. Mà những trường hợp bạn vô trong chợ mà bạn bị té hay chày á, thì chính cái bảo hiểm của cái chợ á, nó sẽ phải bồi thường cho bạn. Đó, đó có là sự khác nhau. Mà bây giờ mình không biết những cái siêu thị ở bên Việt Nam như thế nào, chứ lần đó mình đi với thằng con trai mình á, thì mình rất bực mình. Tại mình nói là bên Pháp không có bắt trả tiền những cái gì mà rớt bể trong quầy, họ nói không, bên Việt Nam là phải trả tiền. Vậy ha. Bây giờ mình vô quầy bánh nè, cho mọi người coi bánh ở đây. Chẳng hạn cái bánh này là nó gọi tên là bánh chinois. Bánh có kem dâu, một bịch bánh có 6 cái là 1 đồng 75 euro. À, bánh mì sữa. Đây không có thể để giá. À, bánh mì sữa ở đây là 92 cm là chưa tới 1 euro. Mình cứ tính gần 1 đô la đi, một bịch 10 cái. Bánh mì sữa. Cà phê. À, để cà phê cho mọi người coi. Đây là cà phê để uống bằng cái máy ha. Giờ đang đi kiếm bánh mì, làm bánh mì sandwich để ăn trên đường đi về quê chồng. Này, một cái bánh mì này là 2 euro 10 cm, mình cứ gọi là 2 đô la, hơn 2 đô la. Cho coi mẫu giá cà phê của Pháp. Một cái lọ như là 100 g là 4 đồng 89 gần 5 euro. Lọ. Cà phê nó. Đây, không thấy rõ. À, khi mà cà phê nó có giá, những cái giảm này là khi ra quầy được giảm 70 cm, 50 cm. Nếu mình mua cái này ra quầy sẽ được giảm giá nữa. Đây là các loại quầy phê sữa. Chà, quay lại lại đi ông xã, ông có sốt ruột quá, ông nói là cứ đi vô quay hoài. Đây mình coi đùi gà nha, đùi gà đây là 5 euro 90, gần 6 euro cho một cái kilo, 6 cùng 1 kilo coi như cũng gần 6 đô la một kilo thịt gà. Và đây là thịt bò, ở đây là nó khuyến mãi là 12 euro 89 cho thịt bò. Cái thịt bò này là cũng là thịt bò mềm để làm cây xiên cây nè, nướng thịt nè, 12 đồng 89, có 13 euro 1 kilo. 13 euro 1 kilo. Mình cứ nói là 10 euro là 250 ngàn.
thì 13 hô là 250.000, khoảng hơn 300.000 một kg thịt bò. Và thịt bò này á, là thịt bò của Pháp nha, nó đề nơi sản xuất và nơi cắt ở Pháp. Bây giờ nó bắt buộc là tất cả các hãng phải đề bò sản xuất ở đâu, ở bên bên Espan, có như là bên Tây Ban Nha hay bên Ý, bên các xứ khác nhập vô thì phải đề xuất xứ và cắt ở đâu. Đó, nên bò ghi rất là rõ. Được cắt làm tại Pháp, bò được đẻ ra ở Pháp, nuôi ở Pháp, và cái số lô của con bò, để nếu có chuyện gì thì người ta sẽ truy ra cái gốc của con bò. Ví dụ bò nó bị bệnh hay cái gì đó, người ta truy ra cái ốc nó ở đâu. Và khi truy ra gốc thì tất những cái hàng bò bị hư là phải thu hồi lại hết. Bây giờ qua giá thịt heo nha. Thịt heo đây nè, đang khuyến mãi là 3 hô rưỡi 1 kg. Thường thường là 50 hô 1 kg đó mọi người. Đây là thịt giò. Còn nếu mà thịt mềm thì đắt hơn, thịt phi lê mignon thì tới 16 hô 1 kg lận. Mọi người coi. Đó, đây là thịt heo. Đây là đùi heo nha. Đùi heo 3,5 một ký. Mọi người coi. Và đây là thịt heo nó cắt lát sẵn để làm chiên nướng gì cũng được. Ở đây thì nó bán bao nhiêu? 7 hô một ký. Heo đó là 7 hô một ký. Xong rồi bây giờ cả gia đình mình đi về nhà nha. Mọi người đi vô sau.